cũng vui lắm mà. Tại vì nếu mà thời điểm này mà nếu không có cái tiền hỗ trợ của nhà nước với của quân đội hỗ trợ mình là thời điểm này sợ dịch cũng không được. Giờ người Bắc cũng còn đi sinh sống mà người buôn bán cũng có. Đến nay hoàn cảnh như là cô biết là nó không buôn bán được 3 tháng nay là cũng không có thu nhập gì hết. Bên quân đội là đi mua thức ăn và thuốc đỡ dân là chúng tôi là rất là tin tưởng quân đội là hết lòng hết sức giúp đỡ chúng tôi trong cái dịp này. Trong những thời khắc khó khăn của đất nước, bộ đội luôn đến với nhân dân. Thời nào bộ đội cũng đi về phía trước, để những nơi gian khổ, hiểm nguy nhất mà không một chút nề hà. Và trong cuộc chiến do Covid-19 nhiều cao co này, các anh vẫn là sao sáng dẫn đường. Đó là bởi bộ đội từ nhân dân mà ra, bộ đội vì nhân dân mà chiến đấu, bộ đội là lá chắn để hậu phương được bình yên. Thì tôi thực sự là tôi rất là xúc động, cảm thấy tự hào đấy. Bạn bè tôi, đồng nghiệp, anh em bên ngoài cũng đều nói rằng là cái hình ảnh của bộ đội luôn mình thấy rất là đẹp, không phải chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình. Với những bộ đội trẻ của chúng ta vào tham gia cái gọi là cái trận chiến với Covid lần này, tôi nghĩ rằng là nó không phải chỉ là cái việc hỗ trợ trực tiếp cho tuyến đầu đâu, mà nó còn mang đến cho chúng ta một cái niềm tin cậy vào quân đội chúng ta, niềm tin cậy vào sức trẻ của chúng ta, niềm tin cậy vào cái tình đoàn kết của phía Bắc và phía Nam cũng như tất cả các vùng miền của đất nước. Và thời chiến cũng như thời bình lúc nào các anh định cũng sẵn sàng hy sinh vì dân vì nước sau những tình huống khó khăn nhất của các mặt của họ, và họ là những người mà giúp cho người dân yên tâm hơn. Trong những ngày vừa qua thì những người bạn tôi ở Hồ Chí Minh họ biết thông tin là lực lượng công an đã hỗ trợ dân thành phố, họ rất là mong đợi. Và có bạn nói vui và mong các anh các chị đến nay là càng sớm càng tốt. Trong dòng cảm xúc chung và bày tỏ sự biết ơn của người dân cả nước, đáng tiếc lại vẫn có những tiếng nói lạc điệu giễu cợt một cách vô cảm, thậm chí là kỳ thị hùng hiền xúc phạm lòng của người lính. Tôi không tưởng tượng rằng khi những hình ảnh những người lính đẹp đẽ như vậy, xúc động như vậy, nhân văn như vậy, họ có thể nói những lời cứu trợ tôi đang nổi giận. Và không chỉ mình tôi, rất đông đảo những người trên mạng xã hội, những người dân trí thức, những người trẻ thì là đang lên tiếng để phản ứng với việc cái nổi giận của chúng tôi là cái nổi giận của nhân dân. Nếu những bình luận nào có ý tiêu cực là dễ cực thế thì tôi thấy là nó hơi quá ngoài cái công việc các lực lượng quân đội hỗ trợ người dân theo cái nhiệm vụ được giao. Thì các chị ở trong thời điểm này thì cũng mong muốn là dịch bệnh cho qua đi và cuộc sống sẽ không sớm trở lại bình thường. Quân đội đã hỗ trợ rất tốt, các thở nên không bình những cái điều nhỏ nhặt như vậy mà gây sức động chia rẽ vùng mình, gây bức xúc cho người dân thời điểm hiện tại. Mong các anh chiến sĩ ở tuyến đầu giữ gìn sức khỏe của mình. Chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam, bên cạnh việc vệ sinh nhà cửa thường xuyên, ngăn ngừa bụi bẩn, nấm mốc, hạn chế hút thuốc lá, đốt nương, đàn cá, dùng sơn và các hóa chất tẩy rửa, mọi người có thể mua máy lọc không khí nhưng cần tìm hiểu kỹ lưỡng. Thì hiện nay trên thị trường bán rất là nhiều các máy lọc bụi, máy điều hòa mới có thể lọc bụi được. Mỗi hãng đều có những cái ưu thế khi mà họ giới thiệu. Bây giờ nói là cái công nghệ nào tốt rất là khó, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là chùa Bồ Đà còn có tên gọi là chùa Bổ hay chùa Tam Giáo.
thuộc địa phận xã Thanh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây được coi là trung tâm Phật giáo lớn của Phật phái Nam Đế ở Việt Nam. Giải thích của lý do ngôi chùa mang tên Bồ Đà, chỉ Nguyễn Minh Hòa, người dân viên khu di tích chùa Bồ Đà cho biết. Vậy thì gọi là chùa Bồ Đà thì có hai cách giải thích như sau. Bồ Đà có nghĩa là đây là chùa ông Tổ và thờ vị Phật Đà. Ông Tổ kia đến đây không nên nhiều lượng tử. Đến vị trí này thì Đức Phật nên đứng tại đây và đức như chùa này đã ngồi có thờ vị Phật Đà, bởi vậy mà gọi là chùa Bồ Đà. Cách giải thích thứ hai đó là Bồ Đà được nhân âm từ Đức Đa, và Đức Đa thì có nghĩa là Phật. Đấy là hai cái cách giải thích về cái tên của ngôi chùa Bồ Đà. Tương truyền vào thế kỷ thứ 11, có một đôi vợ chồng đã từ xa quê nhà Đan Minh có một con nào. Một hôm các thầy lên rừng đốn củi, các gặp một gốc cây thông già và các sức mặt phẳng. Thế là các liền hung dữ của gốc cây đó một nhát. Bỗng nhiên từ gốc cây bắn ra một đợt điện đằng. Các liền nhắm mắt và niệm Quan Thế Âm Phật, bổ thêm 32 nhát và có được thêm 32 đồng tiền vàng. Bọn đàn chuyển lạ kể cho một vị cao tăng và được giải thích rằng đó là thuyết tập linh ứng. 32 đồng tiền vàng tượng trưng cho 32 điều ước. Bác tiểu phu đó liền suy nghĩ nhất một điều ước là cầu có được một cậu con trai. Nếu thành hiện thực thì bác sẽ cho lập một ngôi chùa tại đây để sớm hôm thờ phụng. Quả nhiên 9 tháng 10 ngày sau, vợ bác sinh được một cậu con trai khôi ngô hấu khỉnh. Từ đó chùa Bồ Đà ra đời. Chùa Bồ là một trong những nơi còn giữ nguyên bản nét kiến trúc truyền thống của chùa Việt cổ. Chùa được xây dựng từ thời nhà Lý từ thế kỷ 11 và được trùng tu vào năm 1720 dưới thời Vua Lê và các giai đoạn sau này. Ngôi chùa có thờ ba giáo là thờ Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo, còn gọi là Tam giáo Đồng Nguyên. Chính vì lẽ đó mà các tượng Phật trong chùa cũng được bài trí theo dòng phái Nam Đế, kết hợp với tín ngưỡng bản địa và đạo giáo. Đến với chùa Bồ Đà, chúng ta sẽ tới với bốn hạng mục chính. Thứ nhất là chùa cổ, hay còn gọi là chùa Quán Âm. Thứ hai là tứ âm tự và hai hạng mục cuối là vườn tháp và an tam đức cùng ao miếu. Ngoài ra, ngôi chùa này còn sở hữu một bảo vật quốc gia, đó là bộ ván kinh Phật cổ nhất Việt Nam được khắc trên cố thị. Ngày nay, mộc bản vẫn còn khá nguyên vẹn với gần 2.000 bản khắc bằng chữ Hán, chữ Nôm. Bên Giang sẽ so tài với đội chủ nhà Tây Ban Nha lúc 1:15 vào sáng mai 30 tháng 8. Theo kế hoạch, trong tuần đầu tiên của tháng 9, đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục thi đấu trong virus game 2 trận với đội U15 Nam, Busan, Thái Sơn Bắc. Bắc này bắt đầu tháng 8 và mùng 3 tháng 9. Dự kiến đến giữa tháng 9, tôi sẽ sang UAE tập huấn và có hai trận đấu giao hữu với chủ nhà UAE. Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Thường trực AFF cho biết, ngoài những vấn đề mà tổ chức nước, khả năng thì đội cũng sẽ có một số trận giao hữu tại cửa khẩu Bắc Cạn nhất. Một mặt làm quen với họ, một mặt hoàn thiện chiến thuật sau khoảng thời gian hơn một năm không có những trận đấu quốc tế. Từ UAE, có thể tiếp tục sang Kazakhstan với đất đai bằng dây vòng loại của bóng đá nữ châu Á 2022. Có huấn luyện viên Park Chung, từ khi có huấn luyện viên tổng thống, các cầu thủ tiến bộ vượt bậc cả về sức mạnh và sự bền. Tháng vừa qua thì các huấn luyện viên tiến bộ rất là nhiều, nhất là những huấn luyện viên trẻ và về cán bộ về mặt thể lực. Các huấn luyện viên của nước chúng tôi chỉ có những cái trận đấu tập, thì hai cái trận đấu tới đây rất là quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi kiểm tra lại đội hình, ổn định lại đội hình. Trận cầu tâm điểm của vòng 3 sẽ vào hàng Anh. Liverpool tiếp đón Chelsea đã kết thúc với tỷ số hòa 1 đều. Trước tiên các trận hòa 1 đều, Chelsea và Liverpool đều có 7 điểm và cùng tỷ số phụ chiếm hai vị trí xếp sau đội đầu bảng West Ham. Các trận cầu đáng chú ý khác diễn ra trước đó, Man City dễ dàng đánh bại Arsenal với tỷ số rất đậm 5-1 trên sân Anh để có đủ các kết quả xét nghiệm theo địa phương đã được thực hiện. Về việc đề xuất xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện vaccine Nanocovax, đề nghị công ty cổ phần công nghệ sinh dược học Nanogen và nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo cập nhật bổ sung trực tiếp kết quả nghiên cứu thí nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax để thẩm định cuốn chiếu. Vaccine là sản phẩm đặc biệt, không chỉ có tác dụng và tác động tới một người mà còn tới cả cộng đồng. Chính vì vậy cần phải xem xét cẩn thận kỹ lưỡng, đặc biệt có sự tham vấn của các nhà khoa học uy tín, các tổ chức quốc tế như là Tổ chức Y tế Thế giới và WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ USCDC, và có những bước đi cẩn trọng từng bước để có thể đánh giá về tính an toàn ngắn hạn và dài hạn, sự ổn định bền vững của tính sinh miễn dịch, đặc biệt là hiệu quả bảo vệ. Mỗi gia đình là một pháo đài chống dịch. Các quận huyện thị xã trên địa bàn thủ đô đang nâng cao trách nhiệm của từng gia
triển khai, tạo chuyển biến trong nhân dân, nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Một trong những địa phương đi đầu là quận Hai Bà Trưng, quận đã triển khai việc đăng ký và cam kết gia đình an toàn COVID-19 đến các hộ trên địa bàn. Sau 3 ngày triển khai, đã có 79.212 trên 8.350 hộ gia đình trong toàn quận cam kết thực hiện, đạt 98.6%. Mục đích của việc ký cam kết đó là nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung lực lượng quyết tâm bảo vệ các vùng xanh, đảm bảo sự an toàn cho người dân trước đại dịch COVID-19, huyện Phúc Thọ còn có sáng kiến tổ chức hội thi trực tuyến Yêu nước hãy ở nhà, gia đình thêm gắn kết. Hội thi nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân và gia đình trong việc chấp hành giãn cách xã hội và các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo cơ hội kết nối giữa các thành viên trong gia đình, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên, nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu, phục vụ việc dạy học, hỗ trợ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không để em nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng phân cấp và thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Trước diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, trong điều kiện trẻ mầm non chưa được đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến mà duy trì hoạt động kết nối với gia đình trẻ em và trẻ em, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, tổ chức cho trẻ em vui chơi tại nhà. Nội dung cần chú trọng trong thời gian trẻ nghỉ học ở nhà bao gồm các hoạt động an toàn, chăm sóc nuôi dưỡng, kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh phòng chống dịch, hoạt động thể chất. Đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, các cơ sở giáo dục mầm non cần lựa chọn những nội dung cần thiết, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình nhằm chuẩn bị cho trẻ em tâm thế, kỹ năng để sẵn sàng vào lớp 1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, mầm non là cấp học cần được quan tâm nhiều nhất, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi trẻ phải tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Trần Thế Cương yêu cầu